Hai mọi người, lại là Bò đây. Hôm nay cùng mình vẽ một chú khủng long CKK nha. Mình đang kê lại cái góc vẽ mới của mình. Mình rất thích cái góc này bởi vì nó ở ngay cửa sổ ấy. Đây là cái hộp đựng bút mình chế lại từ cái chai thủy tinh. Còn đây là hộp đựng bút chế lại từ cái hộp nhựa đựng sữa. Còn đây là cái vòi tưới ở cái bình tưới cây. Mình sẽ để dùng để cắm hoa mọi người ạ. Trông cũng khá là hay đấy nhỉ. À mà tại sao hôm nay vẽ khủng long? Bởi vì mình vừa đi xem phim Jurassic World về, thấy thích mấy con khủng long quá, thì là quyết định vẽ khủng long luôn. Dĩ nhiên là sẽ vẽ kiểu cute thôi, chứ không vẽ kiểu thật đâu, nhìn hơi sợ. Đây mọi người, thì cái đống màu acrylic của mình có nhiều không? Một chiếc pallet gỗ siêu xinh nè, và một cái toan cỡ 20-20 mà mình tự đóng đấy. Giờ thì bắt đầu chuẩn bị đồ nghề để vẽ thôi mọi người ơi. Let's go. Trước khi vẽ màu thì mình sẽ pha qua bằng bút chì đã. Thực ra vẽ thẳng lên cũng được, nhưng mà thôi quay nên phải đẹp đẹp tí, nên mình sẽ pha cho nó thật đẹp để cho mọi người xem quá trình vẽ thật kỹ nha. Mình sẽ vẽ một chú khủng long ăn cỏ. Chú khủng long tên là gì nhỉ? Thực ra thì khủng long có nhiều tên ấy, mình chả nhớ tên là mấy cái chú khủng long nó như thế nào cả. Nhưng mà nói chung là thích mấy cái chú khủng long mà cổ dài dài như thế này, trông đáng yêu, xong rồi hay đứng gặm cỏ cây ấy, chứ không phải mấy con khủng long ăn thịt đâu, nhìn sợ lắm. Dù thì phát qua một lần đi không thể chính xác được, nên cái đoạn này sẽ là đoạn mình chỉnh sửa lại hình này. Sẽ tua nhanh một chút cho mọi người nhìn nha. Không thể thiếu được mấy cái đốm trên người chú khủng long. Mọi người sẽ vẽ từ to đến nhỏ nhé. Rồi rời thêm ít lá cây xung quanh cho xinh này. Thêm một chú bướm nữa. À nhầm, hai chú bướm chứ. Và phần cỏ ở dưới mình sẽ phát quang này thôi, và tí nữa sẽ vẽ thẳng các cái màu lên cỏ. Đầu tiên thì mình sẽ làm phần nền trước nha. Bây giờ mọi người vẽ tranh cũng nên tô nền trước. Một cái nền pha từ màu xanh và trắng để cho nó nhạt nhạt. Rồi sau đó mình sẽ lấy màu xanh là cây đậm để làm phần cỏ ở dưới. Mọi người sẽ đi các cái nét từ trên xuống dưới như thế này nha. Và dày dày một chút để tả phần cỏ. Sau đó mọi người cứ vuốt thẳng lên trên nha. Nó sẽ hòa vào cái phần màu của cái nền và tạo thành một lớp nhạt hơn ở phía trên. Giờ thì mình sẽ pha cái màu chú khủng long. Chú khủng long này thì mình sẽ tô tông màu xanh nước biển và trắng nha, để cho nó nhạt nhạt. Và hôm nay chỉ chọn màu nhạt thôi để cho nhìn nó đáng yêu. Và mà mình đang có một dự định là bán các cái bức tranh bé bé xinh xinh như thế này để cho các bạn học sinh cũng như là sinh viên có thể mua được với những cái mức giá rất là phải chăng, để treo trang trí trong phòng, chỗ bàn học cho sinh. Bạn nào có nhu cầu muốn mua có thể liên lạc với mình nha. Hy vọng có thể mang một chút gì đó sự xinh đẹp cho mọi người, giúp cho cuộc sống của mọi người tươi đẹp hơn một chút. Rồi phần màu hồng này thì mình sẽ tô vào các cái đốm này. Cái chỗ nhỏ nhỏ này thì mọi người đổ sang bút nhỏ nha, chứ đừng cố đấm vẽ bút to nó lại nhòe hết ra đấy. Ra phần bụng của chú khủng long màu trắng. Sau đó sẽ làm luôn phần chân này, phần mắt nữa. Tôi luôn sang hai em bướm xung quanh. Sau khi lớp cỏ nó đã khô khô thì mình sẽ dùng bút nhỏ và tỉa các cái nét cỏ lên cho nó rõ ràng hơn bằng cái màu xanh nõn chuối nha. Sau đó lại tiếp tục dùng bút nhỏ để đi viền lại hình này. Lúc viền thì mọi người nên cho nó nhuyễn nhuyễn một chút nha, thì cái nét nó sẽ đi dễ hơn và mềm mại hơn là khi mọi người tô đặc. Đó, đoạn này bắt đầu thêm tắt vào để cho hình trông sinh động và rõ ràng hơn một chút. Đó, giờ lại gầy thêm các cái nét đậm ở chỗ phần cỏ này cho nó kỹ hơn.
tả thêm độ đậm. Và mình sẽ chấm thêm hoa, các bông hoa li ti màu trắng này cho đáng yêu. Cái phần hoa này thì mọi người cứ làm cho nó gồ gồ lên một tí nhá, nhìn cũng khá là đẹp. Vậy là bức tranh chú khủng long trên cánh đồng hoa chơi với đàn bướm của mình đã sắp xong rồi đấy. Mọi người thấy có xinh không? Và giờ thì mình sẽ làm thêm một chút đám mây nha. Thế ra mây này phải làm ngay từ lúc đầu. Lúc phần nền tô xong phải làm luôn nhưng mà mình quên mất. Thế là lúc vẽ xong rồi thì mình nhớ ra, bây giờ thêm vào thì cũng được thôi. Tránh tránh ra đừng để vào hình. Ta-da, vậy là tranh của mình đã hoàn thành rồi đây. Mọi người thử cùng vẽ và comment cho mình biết kết quả nha. Và bạn nào muốn vẽ hình nào nữa có thể comment để làm gợi ý cho mình ở các clip lần sau nhé. Cảm ơn mọi người, xin chào mọi người nha.